muốn khuyên mọi người là gì ạ? Chúng ta học đạo. Học đạo là chúng ta học một con đường để đi đến đích. Nhưng không có nghĩa là học xong là bạn muốn ở đích ngay. Mà học xong bạn phải gì ạ? Từ từ chuyển hóa, từ từ chuyển hóa để cho thói quen và thân xác của mình nó gì ạ? Nó dần thích nghi. Thì như vậy, tu như vậy, người ta gọi là ung dung giữa dòng đời. Thế Trường có đặt câu hỏi. Em chào thầy ạ. Thầy cho em hỏi làm sao để cân bằng được thân tâm ở trong mọi hoàn cảnh và sử dụng được pháp một cách hài hòa sao cho đúng ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng. Tại sao tôi gọi là từ chuyển hóa? Từ chuyển hóa. Chuyển hóa chính là cái việc mà chúng ta lăn đi từng gì? Từng đoạn, chứ chúng ta không dịch chuyển. Dịch chuyển là dạng mà bạn bê chỗ này, bạn chuyển sang chỗ kia, bỏ chỗ cũ sang chỗ mới. Còn chuyển hóa là dịch chuyển dần từ chỗ cũ sang chỗ mới. Người mình có hai chân chính là việc chúng ta đang dịch chuyển, đang chuyển hóa. Tức là gì ạ? Chân một trụ vững thì chân hai bước lên, chân hai trụ vững thì chân một lại tiếp tục bước lên. Và cứ như vậy chúng ta gọi là bước đi, hay là anh ấy di chuyển. Di chuyển đi, chứ không phải chuyển dịch từ vị trí này sang vị trí kia, mà là di chuyển. Ok. Vậy thì đấy là cái khái niệm đầu tiên. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta cân bằng được thân tâm? Thì bản chất của phần thân chính là phần thói quen, mà Đức Phật gọi là phần giới. Phần tâm chính là cái khát vọng chánh kiến. Tôi lấy ví dụ, khi chúng ta chưa đi học thì chúng ta chưa biết gì về tu tập. Nhưng khi chúng ta học tu tập thấy nó hay quá, và tâm của chúng ta khao khát là muốn ăn chay này, muốn ăn chay. Nhưng mà cái thói quen của thằng thân thì trước đây là vừa nghiện rượu, vừa nghiện thuốc lá, vừa nghiện trai gái, lại vừa lười làm, mà lại vừa muốn ăn ngon. Nay tu một phát lại muốn trở thành Phật ngay, cho nên về ăn chay, không ngủ với vợ, bỏ hết thứ khác, thì nó gọi là sốc quá. Và thân với tâm nó bị mất cân bằng, dẫn tới nó bị ức chế tâm, ức chế tâm. Và có nhiều người bị tâm thần, bị stress nặng. Vậy thì tóm lại là mình biết là có một con đường đi đến tâm không như vậy, thì mình dịch chuyển dần. Tức là trước đây mình ăn thịt thả cá mú phàm phu thì thôi, bây giờ một tháng mình ăn chay đấy 4 ngày, tức là một tuần ăn chay đến 1 ngày, vậy là quý thôi. Sau đó gì ạ? Hết 1 năm thì 1 tháng ăn chay 8 ngày. Nó cứ từ từ nó dịch chuyển, nó từ từ nó dịch chuyển đấy. Thì rồi là gì ạ? Ở cạnh vợ con thì mình là người tu tại gia, thì mình lấy vợ về rồi thì chuyện sinh hoạt vợ chồng nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà có tí tu chánh pháp vào cái là chuyện vợ chồng cũng không sinh hoạt luôn. Vậy thì cuối cùng nó vỡ toang cái gia đình ra chứ. Thì cái đấy nó gọi là gì ạ? Tu thì chưa đến đích, nhưng hiện tại đã loạn rồi. Vậy thì muốn khuyên mọi người là gì ạ? Chúng ta học đạo. Học đạo là chúng ta học một con đường để đi đến đích. Nhưng không có nghĩa là học xong là bạn muốn ở đích ngay. Mà học xong bạn phải gì ạ? Từ từ chuyển hóa, từ từ chuyển hóa để cho thói quen và thân xác của mình nó gì ạ? Nó dần thích nghi. Thì như vậy, tu như vậy, người ta gọi là ung dung giữa dòng đời. Còn tu như kiểu mà biết một tí về tu là tu như người họ đã tu 100 năm. Thì những kẻ như vậy là tu tham. Mà đời cái gì tham cũng cọc, cái gì tham cũng chết. Cho nên là gì ạ? Có nhiều kẻ mãi thì không tu, nhưng vừa biết đến đạo Phật một cái thì đòi tu như Đức Phật, cho stress chịu không có nổi. Vậy thì chúng ta hiểu
là chúng ta học đạo là học một con đường đi đến gì ạ? Niết bàn. Chứ không phải là học đạo là ta đến niết bàn ngay được. Mà học đạo là mình biết một con đường đi đến niết bàn. Và mỗi một ngày ta dịch chuyển dần, tức là ta loại bỏ dần những thói quen xấu và bỏ từ từ để chúng ta gì ạ? Chuyển hóa về đích, chứ không phải là chúng ta tu một pháp là như người đã chứng. Thì như vậy chúng ta bị loạn tâm và chúng ta bị stress. Rất nhiều người bị mắc căn bệnh này. Thì đấy là muốn giảng giải kỹ hơn cho Thế Trường, và chúc Thế Trường tu nhưng mà vẫn ung dung giữa dòng đời, vui vẻ giữa dòng đời, chứ không gì ạ, nhìn đau khổ sầu não mặc dù nói là mình đi tu. Vậy thì cái cuối cùng của người đi tu chính là nhìn thấy họ phải được vui vẻ mỗi ngày, nhìn thấy họ ung dung hạnh phúc mỗi ngày, chứ không phải đi tu là sầm sì mặt mũi vào, đi tu là nhìn căng thẳng, đi tu là hay phán xét, mà đi tu là gì ạ? Vui vẻ với tất cả mọi người, vui vẻ với tất cả hoàn cảnh, nhưng mà vẫn lao động cật lực, vẫn lao động hết sức mình, vẫn khát vọng làm những thứ gì ạ? Chánh pháp. Đấy, thì đấy mới gọi là tu. Rồi ạ, xin cảm ơn Thế Trường. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn.